Thưa quý vị, không đồng tình với mức hỗ trợ và đề nghị được xét hỗ trợ tái định cư, ông Phạm Hồng Việt gửi thư đến chương trình hộp thư truyền hình và các ngành hữu quan, kiến nghị xem xét lại liên quan đến việc thu hồi đất để thi công dự án cải tạo, mở rộng đường ven biển, đoạn từ cầu Cửa Lấp đến ngã ba Lò Vôi, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Việt trình bày, trước đây, ông có căn nhà ở tổ 13 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng với bệnh tật nên ông chuyển nhượng nhà và đất cho ông Nguyễn Thành Đời vào ngày 7 tháng 5 năm 2012. Sau đó vợ chồng ông về sống với con trai là Phạm Hồng Hảo tại căn nhà ở tổ 6 ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh. Ông Việt cho biết căn nhà này con trai ông cất vào năm 2005. Ngày 18 tháng 9 năm 2012, tại phòng công chứng Phước Hưng, con trai ông đã xác lập hợp đồng cho tặng nhà và đất cho vợ chồng ông. Căn nhà này có diện tích 65m², thửa đất 139, tờ bản đồ 78. Sau khi được cho tặng nhà đất, ông Việt tiến hành đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Điền giải quyết với lý do. Đất bị quy hoạch xây dựng dự án cải tạo, mở rộng đường ven biển, đoạn từ cầu Cửa Lấp đến ngã ba Lò Vôi, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ông Việt khẳng định, ông không hề biết về dự án này cho đến khi được chi nhánh thông báo. Vì vậy, ông Việt không đồng ý với quyết định số 2240 của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho vợ chồng ông đối với ngôi nhà và kiến trúc với số tiền hơn 129 triệu 800 ngàn đồng. Ngoài quyết định này, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền còn có quyết định số 2502 ngày 3 tháng 8 năm 2018. Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho con trai của ông là Phạm Hồng Hảo với mức giá là 90 triệu 984.600 đồng. Theo giá đất nông nghiệp, không giải quyết cấp đất tái định cư. Ông Việt cho biết, ông không đồng ý về mức giá bồi thường và kiến nghị xem xét hỗ trợ tái định cư cho ông. Vì thực tế, con trai ông đã cho tặng nhà đất cho ông. Sau khi nhà nước thu hồi công cấp chỗ ở cho chúng tôi cũng không cấp tái định cư. Việc nhà nước thu hồi mở đường, làm trường, làm trại, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, quan nghênh chấp hành mọi chủ trương của nhà nước, nhưng với điều kiện là phải cấp chỗ ở cho chúng tôi. Nếu không, vợ chồng chúng tôi hoang mang quá. Trao đổi về vụ việc, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Thanh tra huyện Long Điền cho biết, qua rà soát hồ sơ, ngành chức năng huyện xác định ông Việt không đủ điều kiện để được hỗ trợ tái định cư. Vì qua rà soát, phần nhà và đất mà ông Việt đang kiến nghị đang được xây dựng trên đất nông nghiệp, không có thổ cư. Thêm nữa, việc con trai ông lập hợp đồng cho tặng ông phần nhà và đất vào ngày 18 tháng 9 năm 2012, sau ngày Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền ra quyết định thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định thu hồi đất vào ngày 24 tháng 7 năm 2012. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã có nhiều văn bản trả lời cũng như làm việc với ông. Các ngành cũng đã kiểm tra cũng như xác minh cùng cái địa phương. Thì qua xác minh thì cái thời điểm mà ông Phạm Hồng Việt này ông nhận tặng cho cái tài sản từ ông Phạm Hồng Hảo là con á, thì sau cái thời gian thông báo thu hồi đất của Ủy ban huyện. Chính vì vậy mà xem xét các điều kiện quy định của tỉnh về cái bồi thường hỗ trợ cũng như là tái định cư thì đối với cái trường hợp của ông Phạm Hồng Việt này là không đủ điều kiện theo quy định, nên là hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của huyện là không có xem xét là hỗ trợ tái định cư do ông không đủ điều kiện thuộc cái trường hợp mà theo cái quy định của luật cũng như là của quy định của ủy ban tỉnh.